quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trong chuỗi các cái video về hướng dẫn sử dụng các cái loại xe tải Euro 4, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng bên trong cái cabin, các cái tính năng cũng như là các cái tín hiệu cảnh báo ở bên trong cái mặt táp lô, cũng như là cách sử dụng các cái tính năng ở bên trong cabin của cái dòng K250 Kia K250. Đó, đây là cái dòng xe tải mới nhất năm 2018. Và đây là cái dòng Kia, có thể nói là cái dòng xe tải được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay tại Việt Nam chúng ta. Đó, thì các bạn nào mà đang sử dụng hoặc là sắp sử dụng, hoặc có người thân đang sử dụng các cái dòng Kia, xe tải Kia đời mới này, Euro 4 này các bạn, Euro 4. Đó, xe tải Kia đời mới Euro 4, thì các bạn nên chia sẻ video này đến cho những người bạn hoặc là những người đang sử dụng các cái dòng xe tải này, để chúng ta cùng nắm được những cái thông tin cách sử dụng của cái dòng xe K250 này nhé. Rồi các bạn hãy cùng theo dõi video của mình các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng các cái tính năng cơ bản trong cái chiếc xe Kia K250 nhé các bạn. Là các bạn cùng theo dõi với mình nha. Điều đầu tiên thì các bạn có thể thấy đây, cái vô lăng của xe Kia K250 thì các cái tính năng này, đây là mở đèn này các bạn thấy không, đây là đèn dummy nè, xong bây giờ đến đèn pha hoặc cốt là các bạn gạt lên đó. Để mình mở cái công tắc máy cho các bạn xem nha. Đây là cái đó, đèn pha đó các bạn thấy không, cái biểu tượng màu xanh này nè, các bạn gạt xuống là nó ở đèn pha, gạt lên là để chế độ đèn cốt. Đó, đi trong đô thị các bạn nhớ để chế độ pha đèn pha không là sẽ bị phạt, chế độ đèn cốt nó không sẽ bị phạt đó. Rồi cái này các bạn bật đèn sương mù, đèn sương mù ở dưới cản đó các bạn, ở dưới cản nó có cái đèn đó, nó gọi đèn sương mù đây nè, các bạn mở nó chỗ này đó. Đó là hướng dẫn là gạt lên thì bật xi nhan, thì các bạn nào học sử dụng lái xe đều biết. Rồi tắt đi. Còn bên đây là nó điều chỉnh cái tốc độ của cái gạt mưa này các bạn. À, chế độ này chế độ chậm, gạt xuống nữa là chế độ nhanh hơn xíu, và gạt lên nữa là chế độ nhanh tốc độ luôn. Rồi các bạn gạt lên là nó sẽ phun nước. Đó, gạt lên là nó sẽ phun nước dừa kiếng này. Đó, các bạn thấy không, phun nước dừa kiếng. Đó, cái này để điều chỉnh thêm cái tốc độ nữa. Đó, cái này để điều chỉnh thêm cái tốc độ của cái cần gạt nước. Rồi các bạn có thể thấy đây, xe này được trang bị kính cửa chỉnh điện, thì đây là cái điều cơ bản của cái dòng xe tải rồi. Và đây là cái nút khóa cửa này, lóc cửa. Đó, khi mà tắt cái chế độ, khi mà vào chế độ lóc cửa là bạn không mở được cửa. Đó, các bạn mở ra, và cái này lóc cửa tự động thì nó sẽ tự động nó lóc cả hai bên. Các bạn không? Bên này mình bấm, bên kia nó nhảy đó. Rồi đây là các cái bạn điều khiển trung tâm, cái không đơn giản thôi. Đây là các bạn chỉnh hướng gió về hướng chân, hoặc là chân với đầu, hoặc là dưới chân không, sưởi. Và đây là chế độ sưởi kính nhé các bạn. Khi nào mà cái kính nó mờ quá thì các bạn bật sang chế độ này thì cái nó sẽ sưởi kính và cái kính nó sẽ trong đi. Và AC là bật máy lạnh này. Đây là tốc độ quạt. Thì đây là những cái chức năng cơ bản. Đây là cái đèn báo khẩn cấp. Đây là các cái để chúng ta điều chỉnh chế độ radio. Các bạn cứ mở lên thì các bạn sẽ xài một thời gian các bạn sẽ quen thôi. Đó, và tiếp theo chúng ta đến cái cần số. Cần số của cái dòng Kia này thì các bạn đặc biệt nha. Lúc ban đầu mình mới lên cái dòng xe này thì mình cũng không biết làm sao để về số lùi. Các bạn nè, gạt ngón tay trỏ này, gạt đây. Đó, gạt hết sang bên trái. Chúng ta gạt vô là nó về số lùi. Còn nếu như các bạn để không như vậy thì nó chỉ về số 1 thôi, không bao giờ nó về được số lùi. Đó, các bạn hãy
gãy cái lẫy này lên. Đó. Rồi các bạn mới về được số lùi. Đó. Còn trên xe thì nó tất cả các tính năng khác thì cũng đơn giản thôi. Đèn trần vặt lên vậy thôi. Đó. Rất là đơn giản. Rồi, một cái đèn ESC là cái hệ thống nó cân bằng điện tử. Khi mà các bạn hệ thống cân bằng điện tử á, cái này nó tác dụng khi mà chúng ta vào cua đó. Vào cua thì mà chúng ta đập phanh á, thì cái xe chúng ta nó rất là khả năng rất dễ lật. Thì với cái hệ thống cân bằng điện tử ESC này thì nó sẽ điều tiết các cái lực phanh sao cho cái xe chúng ta vào cua cho nó, nói chung là nó giảm được tốc độ của xe nhưng nó không gây ra cái hiện tượng trơn trượt và dễ bị mất lái. Này mình sẽ bật lên cho các bạn thấy cái chế độ ESC của nó nhé. Đó, khi mà cái chế độ ESC này ESC á các bạn, E là chữ tiếng Việt mình á, chữ S này với chữ cờ, ESC là cái chế độ cân bằng điện tử. Đó, khi này có nghĩa là khi mà cái đèn nó sáng lên nè các bạn, cái đèn nó sáng lên có nghĩa là cái chế độ cân bằng điện tử nó đang tắt đi, có nghĩa là nó không có tác dụng á. Đó. Rồi khi mà các bạn bấm vào cái nút dưới này thì cái đèn này nó sẽ tắt đi. Và có nghĩa là lúc này cái hệ thống cân bằng điện tử nó đang hoạt động nha các bạn. Khi mà nó không báo lên trên mặt đồng hồ điện tử nè, mặt táp lô này, có nghĩa là cái hệ thống ESC đang hoạt động. Còn khi nào mà nó hiện lên á, đó các bạn thấy hiện lên không? Có nghĩa là nó đang bị tắt đi và các bạn phải mở nó lên lại. Đó, các bạn thấy không? Xe này nó có chế độ cân bằng điện tử. Để mình mở lên một xíu để mình hướng dẫn quý vị các bạn các cái đồng hồ cơ bản, các cái tín hiệu cơ bản trên cái đồng hồ của cái con K250 này và những cái thông số rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Xíu nữa mình bật công tắc máy lên thì mình sẽ chỉ cho các bạn các biểu tượng. Còn bây giờ mình sẽ chỉ các bạn, đây là đồng hồ công tơ mét này. Đồng hồ tốc độ động cơ này. Đây là đồng hồ vòng tua tốc độ của xe này. Đó, ở đây là cái đồng hồ nhiên liệu và cái bên trái đó là đồng hồ nhiệt độ nước làm mát. Đó là những cái đồng hồ cực kỳ quan trọng, nhiệt độ nước làm mát nha các bạn, rất là quan trọng. Đó, các bạn luôn luôn chạy ở cái mức ở giữa này thôi, ở giữa này. Nếu nó sang mức đỏ bên đây các bạn phải tắt máy ngay lập tức, tắt vào lề, tắt máy ngay lập tức và chúng ta sẽ xem là nguyên nhân tại sao mà nó làm cho nước chúng ta quá nóng như vậy. Giờ mình sẽ mở công tắc máy lên và mình chỉ cho bạn các cái ký hiệu đặc biệt ở bên trên cái đồng hồ táp lô này. Đó, các bạn có thể thấy rằng biểu tượng này là đơn giản đúng không? Biểu tượng này nó là cái bình ắc quy này. Đó, nó là cái bình ắc quy nha các bạn. Ắc quy sạc đầy, sạc đủ hay không đó. Thì bây giờ nếu mà đè máy lên á mà cái bình ắc quy đấy nó tắt đi á thì cái sạc của bạn các bạn nó ok, có nghĩa là không vấn đề. Còn nếu như nó sáng luôn á thì cái sạc và bình ắc quy của bạn nó đang có vấn đề. Cái vị trí thứ hai, cái vị trí này là một là nó báo phanh tay. Đó, một và báo phanh tay. Đó. Sau khi để mình tháo, mình nhấn phanh tay để các bạn sẽ xem nó tắt cái đèn nó đi này. Đó. Đó, nó vừa báo phanh tay và đồng thời nó cũng báo thêm cái chức năng nữa là báo hết dầu thắng á. Đó, hết dầu thắng nó cũng báo cái này, cái vạch tròn này các bạn nha. Rồi cái này báo nhớt này. Đó, khi mà đề máy lên thì cái báo nhớt này nó cũng sẽ tắt đi. Còn nếu như mà đề máy lên nổ một thời gian mà cái đèn báo nhớt này nó không tắt đi á, có nghĩa là cái xe của bạn, một là nó bị hết nhớt, hai á là bị thiếu nhớt, và cái thứ ba nữa là cái bơm nhớt nó yếu, và thứ tư là có thể nó bị rò rỉ nhớt dẫn đến là cái
áp lực nhớt nó không đủ thì nó sẽ báo cái đèn báo nhớt này lên, cực kỳ quan trọng nha các bạn. Các bạn nào mà mới chạy xe thì chúng ta cực kỳ phải để ý cái đèn tín hiệu đó. Và tiếp theo đây là nó báo lỗi động cơ hoặc là báo lỗi hệ thống khí thải. Đó, báo lỗi hệ thống khí thải như là các bạn bị bô, các bạn bị nghẹt, hoặc là cái ống, cái bộ xử lý khí thải của bạn nó bị nghẹt, hoặc là bộ xử lý khí thải của bạn nó có vấn đề á, các cái cảm biến nó có vấn đề thì nó cũng sẽ báo lỗi cá vàng này lên, báo lỗi động cơ, hoặc là các cái tín hiệu cái động cơ của bạn nó có vấn đề gì nó cũng sẽ báo cái lỗi động cơ này lên. Đó là được ba ký hiệu đúng không? Con này dầu hết dầu thì cái này đơn giản rồi. Còn các cái ký tự trên đây là giờ này, quãng đường xe đi được nè. Cái này là cái chip. Cái chip có nghĩa là bây giờ bạn đi từ A đến B. Ví dụ như là bạn đi từ nhà bạn đến công ty chẳng hạn, thì bạn muốn bấm, muốn xét nó về không á, thì các bạn bấm vào, các bạn bấm vào là nó sẽ trở về không. Đó, các bạn giữ là các bạn sẽ trở về không. Đó, thì bắt đầu các bạn chạy, thì các bạn đi xét điểm A và các bạn chạy xíu nữa, bạn đến công ty thì nó sẽ về cái điểm này. À, thì bạn sẽ biết được cái quãng đường bạn chạy được bao nhiêu cây số, nó ý nghĩa vậy thôi. Cái đó thì không quan trọng lắm, nó không ảnh hưởng gì nhiều. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đến các cái biểu tượng quan trọng này. Các bạn có thấy biểu tượng này là biểu tượng ABS này. ABS sau khi mà bật công tắc máy thì nó sẽ tắt. ABS là gì? ABS là cái hệ thống phanh. Nó báo cái hệ thống phanh của các bạn, hệ thống phanh ABS. Hệ thống phanh ABS là hệ thống chống bó cứng xe, chống bó cứng phanh. Có nghĩa là khi mà các bạn đạp phanh á, thì dầu nó sẽ điền đến các cái con heo thắng, và các cái con heo này nó sẽ tác dụng lên cái càng, và nó làm cho cái bánh xe của bạn nó khóa lại. Thì cái hệ thống phanh ABS này nó có tác dụng là điều tiết cái lực dầu đến các cái bánh xe, để cho các cái bánh xe chúng ta nó không bị khóa cứng lại. Khi mà các bánh xe chúng ta nó bị khóa cứng lại á, thì nó sẽ gây ra hiện tượng trượt, và lúc đó chúng ta mất lái, có nghĩa là các bạn không còn khả năng đánh lái được nữa. Thì xe nó khả năng, nhiều khả năng là nếu mà đường trơn trượt là xe nó sẽ rất là dễ bị mất lái, và khả năng cao bị gây ra tai nạn. Thì cái hệ thống cái xe K250 này nó được trang bị hệ thống ABS. Thì hệ thống ABS này nó sẽ giúp cho các bạn, giúp cho cái bánh xe của bạn nó không bị bó cứng, thì dẫn đến là nó không bị trượt thì các bạn sẽ không bị mất lái, và các bạn sẽ nâng cao cái độ an toàn, nhất là khi mà chúng ta vào cua. Thì cái xe này nó có hệ thống ABS cộng như là hệ thống cân bằng điện tử ESC, đúng hồi nãy mình mới chỉ cho quý vị các bạn đó. Thì với cái hệ thống đó thì nó sẽ giúp cho các bạn, xe các bạn, một là vào cua, hai là các bạn chạy trên cái đường trơn trượt, giả sử mưa hoặc cái đường đó, đường bê tông á, mà để lâu nó rêu nó mọc lên là nó trơn trượt á, rồi đường sình lầy nó trơn trượt á, thì cái xe chúng ta nó sẽ phanh nó sẽ an toàn, mà nó không bị bánh nó sẽ không bị bó cứng. Đó, thì khi mà cái phanh ABS này, khi mà chúng ta đọc bật công tắc máy nó sáng khoảng 3 giây là nó tắt. Các bạn thấy nó tắt không? Đó. Còn nếu như mà hệ thống ABS xe chúng ta nó có vấn đề á, thì cái đèn này nó sẽ sáng luôn. Nó sẽ sáng luôn trong lúc chúng ta chạy xe luôn. Thì các bạn nên mang vào hãng để chúng ta kiểm tra lại cái hệ thống ABS. Còn nếu như mà thực tế thì cái hệ thống ABS này nó bị hư thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhất là đối với điều kiện tại Việt Nam chúng ta thì nó không có tuyết. Thì này áp dụng trên nước ngoài nhiều. Nó phanh có tuyết thì cần ABS nhiều lắm. Nếu không có ABS hầu như cái xe bạn khả năng chân trượt là 100%. Còn đối với Việt Nam chúng ta thì đường trơn trượt nó cũng rất là ít. Tuy nhiên là có thì nó vẫn tốt hơn. Đó, nếu mà các bạn bị hư hệ thống ABS á, thì xe chúng ta vẫn hoạt động bình thường, vẫn phanh, vẫn ăn bình thường. Nhưng mà khi mà cái đường trơn á, bạn phanh, bạn sẽ cảm giác như là xe chúng ta nó bị mất lái liền, ngay lập tức, rất là dễ nhận thấy. Rồi, cái hệ thống ESC hồi nãy mình có trình bày các bạn đúng không? Đây này, đó, hiện thời nó đang tốt. Còn nếu nó bị lỗi á, hệ thống cân bằng điện tử á, nếu bị lỗi thì cái đèn ở đây nó cũng sẽ sáng lên luôn. Nó sẽ sáng lên, nó sáng vĩnh viễn luôn các bạn, nó sáng suốt trong quá trình mình hoạt động luôn. Đó, rồi, thì đó là hệ thống ESC.
Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ thấy rằng đây nó báo bên đây nữa này các bạn. Cái này nó báo mở hoặc là không mở. Còn nếu như các bạn thấy cái đèn ở bên góc này nè. Đó. Đó, lỗi là nó cũng hiện lên đây. Đó, nó hiện cả hai cái này lên. Và tiếp theo nữa, đây là một cái điều quan trọng này mình cần nhắc mà các bạn. Đây, cái biểu tượng này. Mở lại cho các bạn xem một lần nữa. Đây chính là cái biểu tượng lọc dầu. Lọc dầu có vấn đề. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng trên cái dòng xe này nha các bạn. À, rất là quan trọng. Vì sao mình phải nói nó quan trọng? Đó là cái đèn nó báo hệ thống lọc nhiên liệu của bạn có vấn đề, hay còn nói cái lọc dầu của bạn nó có vấn đề. Cái lọc dầu của bạn có vấn đề ở đây đa phần là nó có hiện tượng là nước vô dầu. Đó, thì khi mà cái biểu tượng đó nó sáng lên đó, trong suốt cái quá trình chạy thì các bạn cần phải tại vì cái dòng xe Kia này các cái cảm biến nó rất là tốt, nên là các bạn cần phải vệ sinh. Các bạn cần phải xuống cái chỗ cái lọc dầu á, các bạn tháo cái nước ra. Tháo cái nó có cái núm ở dưới cái lọc dầu á, các bạn mở cái núm đó ra thì nó sẽ tháo cái nước ở trong cái lọc dầu đó ra, thì cái đèn hồi nãy nó sẽ không sáng nữa. Nó sẽ không sáng và nó sẽ tắt đi. À, đây là một cái mình tại sao mình nói rất là quan trọng, bởi vì đây là cái dòng xe Euro 4 nó sử dụng kim phun điện tử. Một trong những cái nguyên nhân gây ra cái hư hỏng hàng đầu cho cái kim phun đó chính là nước trong dầu. Nên là các bạn thường các bạn mà mua cái dòng xe Kia này 80% mà chúng ta là dân không chuyên, có nghĩa là chúng ta không phải là tài xế, mà chúng ta là những cái chủ thương nhỏ, hoặc là chúng ta mua xe về để chúng ta kinh doanh chở hàng hóa, thì chúng ta không có, nói chúng ta không có chạy xe nhiều, thì những cái kinh nghiệm chúng ta về xe là chúng ta ít có. Do đó là mình nhắc nhở quý vị các bạn ở chỗ đó, cái đèn đó rất là quan trọng nhé. Khi mà các bạn thấy nó sáng lên là các bạn phải thay, phải xả nước cho cái lọc dầu đó. Và cái thứ hai nữa, nếu mà nó sáng mãi luôn á mà các bạn xả nước đi rồi nó vẫn không hết, thì tốt nhất là bạn mang vô hãng để người ta kiểm tra, người ta vệ sinh. Đó, vệ sinh không hết thì thay thêm mới để nó đảm bảo an toàn cho cái hệ thống kim phun của các bạn, để nó tránh hiện tượng nước trong dầu thôi. Đó, thì khi cái lọc dầu nó lọc nước nó sẽ lắng xuống phía dưới và dầu nó sẽ chảy vào trong động cơ. Còn nếu như các bạn để cho nước nó vào trong động cơ thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ phá hủy cái kim phun của các bạn. Đây là cái đèn sông này các bạn thấy không, cái tín hiệu nó vừa mới tắt đi đó, nó lòng ngoằng giống như cái đèn lò xo á, giống như cái lò xo nó là cái đèn sông buji á, buji sông, nó biểu tượng cho cái buji sông trên cái xe này. Đó thì mình vừa mới điểm qua tất cả các cái biểu tượng ở trên cái dòng xe K250 này. Tất cả những cái biểu tượng nào mà quan trọng thì mình có chỉ các bạn rồi, ví dụ như là nước trong dầu này, rồi đèn phanh ABS này, báo lỗi động cơ này, rồi hệ thống báo lỗi, hệ thống cân bằng điện tử ESC này, rồi đó đây là hệ thống ESC này các bạn. Đó thì nhớp máy, đó là những cái biểu tượng rất là quan trọng. Đó thì có rất nhiều khách hàng là chúng ta không biết cái điều này đâu, thì nếu mà không biết được, chắc chắn là không biết được, bởi vì cái này không phải ai cũng nắm được đâu, ngay cả những người chạy xe lâu năm cũng không biết được hết các cái tính năng này, bởi vì cái dòng xe này nó rất là mới. Đó thì mình vừa mới hướng dẫn các bạn tất cả các biểu tượng này, bởi vì cái dòng K250 này nó có nhiều tính năng mới, ví dụ như là phanh ABS hoặc là hệ thống cân bằng điện tử ESC. Đó là những cái tính năng mới được trang bị trên cái dòng Kia này. Đồng thời cái dòng Euro 4 này thì các bạn cũng phải đặc biệt lưu ý đến cái phần nước trong dầu, cái cảm biến báo hồi nãy mình chỉ các bạn, báo cái lọc dầu đó. Đó là những cái rất là quan trọng rất là quan trọng, tuyệt đối quan trọng khi mà các bạn sử dụng các cái dòng xe Euro 4, đặc biệt là dòng K250. Đó thì nếu mà các bạn có cái thắc mắc gì ở phần trên của cái dòng K250 về cái phần đồng bảng đồng hồ hiển thị này, các bạn có thể comment ở phía dưới video này của mình, thì mình sẽ trả lời ngay cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Đó rồi các bạn có thắc mắc gì về cái dòng xe K250 này thì các bạn có thể comment ở phía dưới để bên mình sẽ hỗ trợ các bạn. Rồi xin kính chào và gặp lại quý vị trong những video lần sau.